Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả kính pháp ạ. Dạ, con xin thành kính tri ân sư, đảnh lễ sư ạ. Con xin sư giải đáp giúp con một số thắc mắc như sau ạ. Trong buổi giảng pháp lần trước thì sư có trả lời rằng một người bị thiếu một căn do bẩm sinh thì không phải người tam nhân nên kiếp này họ không thể tu tập đắc thiền, đắc đạo được. Sư cho con hỏi là nếu một người không phải bị mù bẩm sinh nhưng khi lớn lên thì vì bị tai nạn nên mù, như vậy người đó có thể tu tập chứng đắc thiền định đắc đạo quả được không ạ? Có bị đấy vẫn tu tập được nhá, cái vị mà bị tai nạn thì không vấn đề gì, miễn là vị đó có trí tuệ, có niềm tin, có tinh tấn, có thực hành thì vẫn chứng đắc được đạo quả như thường.